mối quan hệ giữa vương khải và đàm tụng vận bị lộ sự thật có chuyện này không mới đây một bài báo nói về mối quan hệ giữa vương khải và đàm tùng vận đã bị vạch trần và thu hút sự chú ý rộng rãi điều này không chỉ vì hai nhân vật chính đều là những diễn viên được yêu mến mà còn vì tin tức này đến quá đột ngột trong báo cáo này chúng tôi sẽ điều tra qua nhiều kênh để vạch trần bộ mặt thật của mối quan hệ này đầu tiên Hãy sắp xếp dòng thời gian của mối quan hệ này. Theo những thông tin sớm nhất, Vương Khải và Đàm Tùng vận gặp nhau trong một buổi họp mặt bạn bè vào cuối năm ngoái. Sau đó, cả hai thường xuyên tương tác qua mạng xã hội và tỏ ra rất thân thiết. Vào tháng 2 năm nay, một số cư dân mạng đưa tin họ gặp hai người đi ăn tối tại một nhà hàng và mối quan hệ bị nghi ngờ của họ đã bị vạch trần tin tức mới nhất là gần đây cả hai đã được chụp ảnh cùng nhau đi nghỉ dưỡng tại một khu nghỉ dưỡng vậy những tiết lộ này có đáng tin cậy không chúng tôi đã tìm hiểu nguồn gốc của những tin nhắn này bằng cách so sánh và phân tích nhiều nguồn đáng tin cậy chúng tôi thấy rằng những tiết lộ này không phải là không có căn cứ mặc dù có thể có những khác biệt ở một số chi tiết nhưng nhìn chung mối quan hệ giữa cả hai đã được nhiều người trong ngành xác nhận Đàm Tùng Vận kéo Vương Khải ở giường bên cạnh vào lòng, cẩn thận quan sát phản ứng của Vương Khải, cô ngược ngùng đỏ mặt. Bộ phim chỉ có vài tập nhưng Sugar không thể xem hết được. Anh chàng Wang Kai này thực sự rất tốt với Đàm Tùng Vận. Chẳng trách làm diễn viên đều có ngưỡng cửa, nếu như ai cũng hành động như vậy thì ai cũng sẽ xem phim và yêu một ai đó nhưng không nên nói rằng yêu thích kịch nghệ thực sự là một điều tất yếu đối với các diễn viên. Về cơ bản, mỗi nghệ sĩ ngôi sao đều đã từng bị cám dỗ lúc này hay lúc khác. Bộ phim truyền hình mới Walking to the Win, do Vương Khải và Đàm Tùng vận hợp tác lại ngọt ngào đến bất ngờ. Ban đầu, khán giả tưởng rằng giữa cả hai sẽ không có tia lửa lãng mạn nào nhưng không ngờ, phản ứng hóa học của họ lại bùng nổ. Ban đầu Vua Vương Khải và Đàm Tùng Vận nằm chung một chiếc giường sofa với ranh giới sông Chu và sông Hán cản trở, nhưng không thành vấn đề, Đàm Tùng Vận sẽ ra tay. Tôi nhìn thấy Đàm Tùng Vận đưa tay ra, thận trọng đến gần, sau đó ôm lấy Vua Vương Khải trong tay. Khoảnh khắc Vua Vương Khải chạm vào anh ta, toàn thân anh ta căng thẳng đến nỗi Đàm Tùng Vận đang ở trong tổ của Vua Vương Khải, nắm lấy tay của Vua Vương Khải toàn bộ chuyển động được thực hiện chỉ trong một lần thật tuyệt có lẽ vua vương khải cảm thấy bàn tay của đàm tùng vận lơ lửng trên không điều này sẽ khiến cô khó chịu đồng thời lo lắng cô sẽ ngủ quên và thả tay xuống đất khiến cô sợ hãi vì vậy vua vương khải đã ra tay rất hợp lý tới tổ của đàm tùng vận Thoạt nhìn cứ tưởng là đàm tùng vận lợi dụng thắng lợi mà chủ động kéo kinh vương khải vào vòng tay của mình ở giường bên cạnh. Không ngờ chính kinh vương khải lại chủ động lao vào vòng tay của hắn. Đàm tùng vẫn thích thú trước hành động dễ thương của vua vương khải và không nhịn được cười. Lúc này có một vị vua vương khải đã lợi dụng sự không chuẩn bị của mình nhân cơ hội cử động khiến cơ thể bị mắc kẹt ở mép giường trọng tâm của kinh vương khải hoàn toàn hướng về đàm tùng vận mặc dù cả hai không có sự tiếp xúc thân thể gần gũi nhưng xét cho cùng thì có vẻ như có sự tiếp xúc trực tiếp thực sự cốt lõi của sự mơ hồ là nếu không có gì thì một khoảnh khắc sẽ ở trên bầu trời tiếp theo là trên bầu trời nhưng nói đến tính thẳng thắn thì không ai thẳng thắn bằng đàm tùng vận một người phụ nữ thẳng thắn Đàm Tùng Vận không thực hiện nhiều chiêu thức thần bí mà dũng cảm đứng dậy, hào phóng ngẩng đầu lên, dùng tay đỡ thi thể của vua Vương Khải và nhìn kỹ vào lúc này, Đàm Tùng Vận cũng nói với vua Vương Khải, người càng phải. Nhìn nó càng đẹp hơn, thôi nào, bạn đang cố gắng làm ngọt ngào ai, cả hai đều rất giỏi trong việc đó, đúng như dự đoán, hậu trường có nhiều cảnh ngọt ngào hơn trong phim chính. Nhưng thực ra món ngọt trong phần này vẫn chưa hết điểm quan trọng vẫn chưa đến sau khi vua vương khải ngủ say đàm tùng vận lại lặng lẽ đến gần nhưng lần này không phải tay hắn tấn công mà là khuôn mặt của hắn đàm tùng vận tát vào mặt kinh vương khải và nhanh chóng rút lui nhưng bị kinh vương khải phát hiện anh ta đột nhiên mở mắt ra và nhìn đàm tùng vận hóa ra cậu bé này vẫn chưa ngủ và ngượng ngùng trốn vào giường tốt lắm hai bạn phải diễn xuất tốt trong một bộ phim thần tượng nhé sự ngọt ngào không thể chê vào đâu được không cần cố ý tạo ra bất kỳ cảnh lãng mạn nào vương khải và đàm tùng vận có thể chủ động cho các bạn xem hậu trường đều tràn ngập tình yêu không thể giấu được bỏ những cảnh nóng bỏng này sang một bên một số thói quen hàng ngày cũng rất thú vị chẳng hạn như vương khải thực sự rất giỏi rỗ dành đàm tùng vận và anh ấy thực sự rất giỏi trong việc khiến mắt rơi cùng với một số tiếp xúc cơ thể vô thức và tự nhiên giữa hai người cặp đôi hoàn toàn tuyệt vời nhưng điều chắc chắn là vương khải và đàm tùng vận đã bước đầu tiên trong mối quan hệ của họ chúng tôi chúc tình yêu của họ bền lâu và mong độc giả có thể nhìn nhận tính xác thực của tin tức giải trí một cách hợp lý cho dù mối quan hệ giữa vương khải và đàm tùng vận có đúng hay không tôi vẫn tôn trọng họ chúng ta luôn ủng hộ mối quan hệ của họ và chúc họ luôn hạnh phúc hãy ủng hộ cho hai ngôi sao sáng của làng giải trí này vì họ luôn cống hiến hết mình để đem đến cho khán giả những tác phẩm hay nhất tất nhiên chúng tôi cũng có một số gợi ý dành cho những bạn thích tìm hiểu tin tức giải trí khi đối mặt với tin tức giải trí chúng ta nên duy trì lý trí và học cách phân biệt sự thật và sự giả dối đồng thời chúng ta cũng nên tôn trọng quyền riêng tư của nghệ sĩ không nên diễn giải suy đoán quá mức về hành vi của họ suy cho cùng mỗi người đều có cuộc sống và sự lựa chọn của riêng mình và chúng ta nên tôn trọng sự lựa chọn và quyền lợi của họ ngoài ra với tư cách là kênh giải trí chúng tôi có trách nhiệm cung cấp cho người xem những tin tức giải trí chính xác kịp thời vì vậy trước khi đăng tải bất kỳ tin tức nào về mối quan hệ của nghệ sĩ chúng tôi sẽ tiến hành nhiều kênh điều tra và xác minh để đảm bảo nguồn tin tức là đáng tin cậy đồng thời chúng tôi sẽ cố gắng tránh sử dụng những cách diễn đạt quá cường điệu hoặc phóng đại trong bài viết của mình để giữ quan điểm khách quan và trung lập